và cái phản ứng hạt nhân thì nó tuân theo một số cái định luật bảo toàn rất quan trọng sau đây nó là bốn định luật bảo toàn thì cái này rất là hay gặp trong các bài tập thì cái định luật thứ nhất là định luật bảo toàn số khối và định luật thứ hai là định luật bảo toàn điện tích thì hai cái định luật này là đi với nhau trình thầy trình bày chung thứ nhất là chẳng hạn chúng ta có một cái phản ứng mẫu ở đây là hạt nhân a cộng với hạt nhân b thì sinh ra hạt nhân x cộng với hạt nhân y đúng không trong thực tế có thể là sinh ra rất nhiều hạt chứ không chỉ hai hạt còn trong thực tế ở bên này cũng có thể có rất nhiều hạt tham gia Thậm chí là chỉ có một hạt tham gia thôi cũng được Như là trong trường hợp mà hạt carbon 14 vừa rồi Thì ở đây là có cái bảo toàn thứ nhất là bảo toàn về số khối Hay là còn gọi là bảo toàn số nucleon nhé Là A1 cộng A2 là tổng số nucleon bên tham gia Thì nó sẽ bằng A3 cộng A4 là tổng số nucleon bên tạo thành Đấy, được chưa nào? Thứ hai là bảo toàn về điện tích hạt nhân Đấy, Điện tích hạt nhân thì ở đây là có Z1 cái hạt A này nó có cái điện tích là Z1e vì là nó có Z1 proton đúng không? Hạt B này có Z2 thì tổng điện tích của nó sẽ là Z1 cộng Z2e. Đấy. Thì bên này là nó sẽ là Z3 cộng Z4e thì cái này cũng bảo toàn. Thì hai cái định luật này là cái cặp đầu tiên mà các em phải nắm được vì vận dụng tương đối nhiều vào những cái câu hỏi dễ và căn bản. Thầy ví dụ là cho một cái hạt bo 10 năm mà cộng với một cái hạt nhân X gì đó thì nó sinh ra là hạt litium 73 cộng với hạt heli tức là hạt alpha 42. Thì hỏi x là cái gì? Thì các em có thể nhầm này Là 10 này cộng với cái A của x này Thì bằng 7 cộng 4 này 7 cộng 4 11 này Ở đây 10 thì x ở đây sẽ là 1 đúng không? Thế còn ở dưới này bảo toàn uh, điện tích là 5 này cộng với cái z của x này Thì bằng 3 cộng 2 3 cộng 2 bằng 5 như vậy z ở đây là bằng 0 1 0 của nó chính là hạt neutron Thấy chưa nào? Chính hạt neutron Hay ở đây cho một cái ví dụ khác à, Hạt li ti 63 mà cộng với một hạt x chưa biết Thì nó sinh ra hạt beri là 74 Và cộng với một hạt là neutron 10 thì các em tính thử bảo toàn số khối này Là 6 cộng với A Thì bằng 7 cộng 1 7 cộng 1 bằng 8 Cho nên là ở bên này 6 Thì đây sẽ là x sẽ là 2 Được chưa nào Đây là 2 Còn ở đây 3 cộng với Z Thì bằng 4 cộng 0 Như vậy là ở đây 1 Đây 2 1 chính là hạt đơ ri của, của hydro Tức là hydro là đồng vị 2 1 Chúng ta ký hiệu bằng đơ ri Hoặc có thể đây là chữ H Thì cái cách tính này rất là nhanh Rất là đơn giản Các em phải nắm được Hai cái định luật tiếp theo ở trong cái phản ứng hạt nhân ấy đó là định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng toàn phần. Thì bình thường cái khái niệm năng lượng của chúng ta dùng thì nó chỉ gồm là động năng và thế năng tương tác thôi, nhưng mà năng lượng toàn phần thì nó bao gồm là mc bình phương nữa, đó chính là năng lượng nghỉ, năng lượng mà được tích lũy ở trong khối lượng. Thì năng lượng toàn phần mới bảo toàn, chứ còn cái năng lượng bình thường bao gồm động năng và thế năng thì nó sẽ không bảo toàn đâu. Thì à, chúng ta cũng xét lại cái phản ứng chuẩn này thì chúng ta thấy là cái hạt hai hạt là AB thì ban đầu nó sẽ lao vào nhau chính nó sẽ có động lượng các em tưởng tượng không ví dụ như là p 1 là động lượng của hạt a thì nó chính là bằng m 1 v 1 à. p 2 là động lượng của hạt b thì nó sẽ bằng l thế thì cái định luật thứ nhất là như này này các em biết là hạt a và hạt b là lao vào nhau cho nên là mỗi một hạt nó sẽ có cái động lượng của nó đúng không thì ở đây cái động lượng của hạt a là p 1 động lượng của hạt b là p 2 thì sau phản ứng nó sẽ sinh ra hạt x và hạt y thì động lượng của hạt x là P3 và động lượng của hạt y là P4 thì các em biết là động lượng thì bằng m nhân v thì ở đây chúng ta có là m1v1 vector nhé, m2v2 vector, m3v3 vector, m4v4 vector chẳng hạn. đây, chẳng hạn như là ở đây là kem sẽ có p1 là nó hướng này, p2 nó hướng này, thì cộng lại nó sẽ bằng cái màu vàng này, thì đây chính là tổng. thì định luật bảo toàn động lượng ở đây cho biết là tổng động lượng trước sẽ bằng tổng động lượng sau. Đấy, mặc dù là sau phản ứng thì nó sinh ra hai hạt khác nhau và phóng ra với hai hướng khác nhau. đây, kem cho thấy là sau khi phản ứng ở đây là cái hạt ba nó chạy đây, hạt x này và hạt 4 nó chạy hướng này, nhưng cộng động lượng của nó lại thì vẫn phải bằng cái lúc trước, tức là cái màu vàng ở giữa đây. Thì đây chính là nội dung của định luật bảo toàn động lượng. Nhớ chưa nào? Và một cái nội dung thứ hai đó là bảo toàn năng lượng. Thì cái năng lượng toàn phần thì bao gồm gì nào? Ban đầu hạt A này này là nó lao đến với cái động năng là K1. Đúng không? Và hạt B nó lao đến với động năng là K2. Đấy, thì các em sẽ thấy K1 m1v1 bình phương lên 2, K2 m2v2 bình phương lên 2. Nhưng mà cái hạt thứ nhất là hạt A này nó có khối lượng là M1, cho nên nó có một cái năng lượng nghỉ là M1C bình phương nữa. Cộng với cái hạt 2 này là M2C bình phương nữa. Thì đây tổng năng lượng này là năng lượng trước phản ứng. Đúng chưa? Bao gồm cả động năng và năng lượng nghỉ. À, và sau phản ứng thì ta sẽ có là hạt hạt X này là nó có P3 là nó có K3 là động năng của nó và đây K4 là hạt hạt Y. Và nó có khối lượng ở đây là M3C bình phương thì nhân ra năng lượng nghỉ và M4C bình phương thì hai cái này bằng nhau. Thì đây là cái định luật bảo toàn năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân. Ở đây thầy lưu ý các em nữa là ở đây nó có thể sinh ra cái bức xạ gamma, cái sóng điện từ gamma. Sau khi các hạt nhân con sinh ra thì nó sẽ ở trạng thái kích thích và khi nó chuyển về trạng thái cơ bản nó sẽ bức xạ ra sóng điện từ. Tuy nhiên năng lượng gamma rất thấp và thường thì người ta bỏ qua nó. Cho nên là thầy chỉ nhắc như vậy thôi, chứ thầy không đưa vào cái phương trình này. Thế thì trong quá trình tính toán mà liên quan đến năng lượng tỏa ra của phản ứng thì bao giờ người ta cũng phải vận dụng hai cái định luật này và cái tính toán nó hơi phức tạp. Thì ở đây có một cái chú ý mà thầy thầy muốn nhắc các em là nếu như mà một hạt mà nó có động năng là có động lượng là P tức là bằng mv thì P bình phương nó sẽ bằng là m bình phương nhân v bình phương thì nó sẽ bằng 2 lần mk trong đó k là mv bình phương trên 2. Thì cái phép gần đúng này là rất đơn giản đúng không? Đúng không nào? Vì các em biết là k nó sẽ bằng là P bình phương trên 2m tức là mv tất cả bình phương trên 2m thì nó bằng mv bình phương trên 2. Do đó cái phép gần đúng này cái cái phép biến đổi này là rất là hay dùng này. Nhớ điều đấy. Thì bây giờ chúng ta xét cái trường hợp mà thứ nhất mà các em hay gặp này. Trường hợp thứ nhất đó là nếu như các em có một cái hạt nhân trắng như này nó đang đứng im mà tự nhiên nó vỡ thành hai mảnh. Thì bao giờ cũng thế, một cái mảnh thứ nhất là nó bắn ra một phía thì cái mảnh thứ hai nó sẽ phải bắn ra hướng ngược lại. Tại sao? Tại vì là cái động lượng trước cái phản ứng này nó sẽ bằng không cho nên là sau phản ứng nó sinh ra hai hạt là P1 và P2 là động động lượng tương ứng thì các em phải có là P1 cộng P2 bằng 0. Do đó P1 sẽ phải bằng trừ P2 đúng không? Và đây là cho trường hợp hạt lúc trước đứng yên và nó vỡ thành hai mảnh. Thì nếu khai triển kỹ ra một chút thì kem sẽ thấy ngay là m1v1 nó sẽ bằng m2v2 bỏ dấu vectơ đi thì bỏ luôn dấu trừ đi. Thì từ đây kem cho thấy trường hợp này sẽ có là v1 trên v2 sẽ bằng m2 trên m1. Có nghĩa là tỷ lệ về cái tốc độ chuyển động của hai hạt thì sẽ bằng là ngược với cái tỷ lệ về khối lượng của hai hạt sinh ra. thì trường hợp này rất hay gặp nhé. Lưu ý như vậy. Thầy sẽ cho một cái ví dụ luôn là ở đây có một cái hạt Uran 23492 đang đứng yên thì bị vỡ thành hạt là Thori 23090 và một hạt alpha. Bây giờ thầy sẽ trình bày một cái ví dụ là cho một cái hạt Uran 23492 đang đứng yên thì bị vỡ thành hai hạt. Đó là hạt Thori 23090 và hạt alpha 42. Đấy. Cho cái khối lượng alpha là bằng 4,0015 U, hạt Thori là bằng 229,9737 U và một U bằng 931,5 mega electron volt c bình phương. Khá là chuẩn đúng không? Và động năng của hạt alpha sinh ra thì bằng 4m, 4 m 4,000 mega electron volt Đấy. Thì bây giờ tìm khối lượng của hạt nhân uran Tìm như thế nào Thì trường hợp này các em biết là hạt uran đang đứng im thì vỡ thành hai mảnh Đấy Như vậy thì chắc chắn là cái cái P alpha và P thori này phải bằng về độ lớn và trái dấu Từ đây thì chúng ta sẽ có P alpha bằng trừ P thori Đây là xét về mặt là vector đúng không Thì chúng ta sẽ có là P alpha bình phương sẽ bằng là P thori bình phương Có nhớ cái biểu thức mà thầy vừa nói là rút gọn không biểu thức mà thầy chú ý đấy p alpha bình phương bằng p thori bình phương mà p alpha bình phương bằng 2 m alpha nhân k alpha còn p thori thì bằng 2 m thori k thori thì bỏ con số 2 đi thì các em sẽ thấy ngay là k thori nhé đây thì nó sẽ bằng là m alpha trên k trên m thori nhân k alpha đúng không thì các em thay số vào m alpha là bằng 4,015 m thori là 229,9737 u và k alpha là bằng 0,0 k alpha đây bằng 4 dừng lại thế thì ở đây các em biết là cái trường hợp là ứng với là cái hạt uran ban đầu nó đứng im và nó vỡ thành hai mảnh đúng không mảnh alpha đây và mảnh thorium ở đây thì tổng cái động lượng của hạt alpha và hạt thorium nó phải bằng không đúng không có nghĩa là cái p của thorium bằng trừ p của alpha đấy động lượng dấu trừ chẳng qua là nó phải ngược hướng nhau để nó hủy nhau thế thì các em sẽ có ngay là p thorium bình phương bằng p alpha bình phương bỏ dấu vector đi mà cái p bình phương thì bằng hai m nhân k à, cái biểu thức mà mà, mà thầy vườn chú ý lúc nãy ấy, thì các em sẽ thấy ngay là hai P thori bình phương bằng 2m thori nhân k thori. Còn P alpha bình phương bằng 2m alpha k alpha. Từ đây các em rút ngay ra được là k thori thì nó sẽ bằng là m alpha, đúng không? Trên k trên m thori nhân k alpha. Thì m alpha là bằng 4,0015 đây rồi. M thori là bằng 229,9737 U đây rồi. Còn k alpha ở đây cho bằng 4. Nào. Đây, 4 MeV thì nó được là 0,0696 MeV. Đó là là động năng của hạt thori mà khi nó sinh ra. Thì ở đây các em nhớ là khi mà vận dụng cái biểu thức bảo toàn năng lượng thì trước phản ứng chỉ có mỗi một hạt thori. À trước phản ứng có mỗi một hạt uran đứng im thôi. Chứ là năng lượng trước phản ứng là bằng mu nhân c bình phương, được chưa? Còn sau phản ứng thì nó ra hạt alpha này là có động năng là k alpha này cộng với năng lượng nghỉ của nó là m alpha nhân c bình phương. Rồi hạt thori này có k thori này cộng m thori c bình phương. Có đúng là bảo toàn năng lượng đây không? Từ đây các em rút ra ngay là mu là bằng mấy? Mu thì chia cho c bình phương thì các em sẽ có k alpha trên c bình phương cộng m alpha cộng katori trên c bình phương cộng m thori. Đấy, thì ở đây các em nhớ là ở đây là mega volt thì chia cho c bình phương thì nó sẽ ra u thôi chứ có gì đâu, đúng nào Cho nên là cuối cùng cái biểu thức này nó sẽ bằng là k alpha là bằng 4. Thế thì bây giờ để tính cái khối lượng uran thì chúng ta phải vận dụng cái biểu thức bảo toàn năng lượng thì các em biết là trước cái phản ứng này thì cái hạt uran nó đứng im ở đây. Nó không có chuyển động gì cả, cho nên tổng năng lượng của nó chỉ là năng lượng nghỉ thôi. Cho nên nó bằng m u nhân -c, c bình phương, đúng chưa? Và khi mà nó vỡ ra rồi thì nó thành hạt alpha, nó có động năng là k alpha và khối lượng của nó là m alpha trên năng lượng nghỉ là m alpha c bình phương. Đây này cũng có k thori, tức là động năng cộng với m thori c bình phương. Đấy. Thế thì từ đây các em sẽ chia cho c bình phương bên này thì bên này sẽ còn mu thì mu nó sẽ bằng là k alpha trên c bình phương cộng k thori trên c bình phương. Thì có thể gộp lại là k alpha cộng k thori trên c bình phương cũng được. Còn ở đây là m alpha à, giữ nguyên bằng là 4,0015 và m thori đã cho là bằng 229,9737 rồi. Thế thì ở đây có một cái mà các em rất dễ nhầm lẫn này. Các em nhớ là cái K alpha này là bằng 4 mega electron volt. Đúng chưa nào? Đấy. Mà chia cho C bình phương thì các em sẽ có ngay là đơn vị khối lượng là 4 mega electron volt mà chia C bình phương. Chứ nó không ra U đâu nhé. Cho nên nếu các em chỉ lấy thuần túy cái này mà chia cho C bình phương thì không ra U. Do đó mà muốn chuyển nó thành là đơn vị U thì các em biết là một U bằng 931,5 mega electron volt C bình phương cho nên bắt buộc cái can pha này các em phải chia cho 9,31,5 nó mới ra được đơn vị là u do đó mà thầy lấy can pha là bằng 4 này cộng với can thori là bằng 0,0696 này cộng với nhau xong chia cho 9,31,5 còn khối lượng của hạt alpha là bằng 4,0015 của hạt thori là bằng 229,9737 thì cộng lại nó ra được kết quả là 233,9796 u đấy thì nhớ là muốn chuyển cái động năng mà thành khối lượng phải chia cho 9,31,5 điểm này mà cái lúc làm bài thi mà các em vội vàng là các em hay bị chết điểm ở cái chỗ này nhé phải lưu ý thì phần này là có tương đối là nhiều các cái bài tập hay